Xin chào nha, mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Đến clip buổi trưa ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng có sưu tầm được vài sản phẩm đẹp để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh nha, để mai mốt còn lên những clip tiếp theo để gửi đến cả nhà mình ha. Mã số 1 đầu tiên của ngày hôm nay là giới thiệu cho cả nhà mình, em có về được hai cặp đèn dầu của Pháp cực kỳ đẹp. Thì một cặp nó có một cái màu vàng và một cặp là nó có cái màu cam. Thì chi tiết là trên màn hình của mình là thấy là hai cái cặp đèn nha. Và đây là mã số 1 trong video hôm nay. Và chiều cao. Đó, đây cả nhà mình xem ha. Chiều cao của mỗi cây là tầm có khoảng là 75 nha. Rất là cao to, đều bằng nhau. Bầu bề ngang là bầu bằng thủy tinh là có khoảng là 15 cm. Chân là chân đồng, thân là đá nha, bầu thủy tinh hỏng bằng đồng luôn. Bao gồm có hai cây như thế một cặp. Bao gồm có hai cặp như thế này, một cặp màu vàng và một cặp màu cam. Thì hai cặp này thì mỗi một cặp bên em sẽ có giá giao lưu với cả nhà mình. Mỗi một cặp như thế này là 7 triệu đồng cho một cặp đèn dầu ha của Pháp nha. Đây cả nhà mình xem chi tiết ha. Cực kỳ đẹp nha. Đây là giống như đây là cái họng đây. Họng ở trên đều bằng đồng luôn nha. Thân ở dưới là bằng đế dưới là bằng đồng. Đó, thân chính giữa là đá, ở trên là thủy tinh ha, họng là họng đồng luôn. Cao là tới 70 mấy luôn nha. Cực kỳ đẹp. Và giá giao lưu với cả nhà mình là 7,5 triệu cho một cặp. Thì mình muốn sưu tầm cặp màu nào thì báo em ha. Đây là mã số 1 trong video ngày hôm nay nha. Mã số 2 trong video ngày hôm nay thì giới thiệu cho cả nhà mình có được một cái tượng đèn cực kỳ đẹp. Đó là hình ảnh người phụ nữ nha, đang cầm một cái cây đèn cực kỳ hay nha. Đây là một tượng đồng châu Âu. Tổng trọng lượng của tác phẩm này rơi vào khoảng là 4,7 kg. Tượng đồng. Đó, đèn dầu là thủy tinh. Đây cái này mình xem ha. Cái này là đế là bằng đồng luôn nha. Trên đây là bằng đồng ha. Chính giữa là bằng thủy tinh. Và chiều cao của cây này nó lên gần tới 80 cm. Bề ngang thân của tượng là tầm có khoảng là 22. Chất liệu bằng đồng. Đó, cái này mình xem ha. Đèn tượng đồng nha. Đây là một những tác phẩm cực kỳ hay ha. Hình ảnh người phụ nữ nha, đang cầm cái cây đèn lên. Đây hình ảnh người phụ nữ gần cho cả nhà mình xem ha. Đó, tay đang cầm cái cây đèn. Cực kỳ đẹp nha. Phía trên là một cái cây đèn dầu. Đó. Đây quay tổng quan cho mình xem ha. Và tượng này thì tổng trọng lượng là khoảng 4,7 kg. Tượng thì tượng đồng. Thân đèn ở trên, chân đèn là bằng đồng luôn. Và cái chỉ có cái bóng là bằng thủy tinh thôi, dưới cái bầu là bằng thủy tinh. Thì tượng này có giá giao lưu với cả nhà mình mã số 2 trong video ngày hôm nay. Đây là một cái tượng cô gái cầm đèn ha, có giá giao lưu cả nhà mình mã số 2 của ngày hôm nay. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,8 triệu, bao phí ship toàn quốc cho mình nha. Cái mã số 3. Mã số 3 trong video ngày hôm nay là giới thiệu với cả nhà mình, đây là một cặp đèn ngủ của Pháp. Đây là một cặp đèn ngủ có hình ảnh thiên thần đang cầm cây đàn. Cả nhà mình xem ha, cặp này tổng trọng lượng khoảng 8 kg. Hình ảnh là đồng tử đang cầm cái đèn đây, cả nhà mình xem nha. Và ở đây nữa về mình bắt cái bóng đèn vào ha. Lam là bằng lam sứ. Và chiều cao của cái cây đèn này lên là khoảng 48 cm. Đó, bề ngang của tượng đế là khoảng là 15. Chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình xem ha. Ở đây là có bắt sẵn dây điện cho mình nha. Mình về mình treo, mình bắt bóng đèn vào thì mình có thể dặn sáng tối luôn được nha. Cực kỳ đẹp. Đây, thiên thần ha. Ảnh thiên thần chất liệu bằng đồng, đồng nguyên khối cực kỳ đẹp. Đây cái nào mình xem đây. Bao gồm hai cây thì mình một cặp như thế này bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 7 triệu đồng. Thì mình có thể là mua một lẻ cũng được hoặc là mua một cặp cũng được. Mình có thể để phòng ngủ ha, cực kỳ đẹp nha. Đó. Thì đây là mã số 3 trong video hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. 7 triệu đồng cho một cặp như thế này. Thì mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em nha. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 trong video hôm nay là giới thiệu với cả nhà mình có một cái cặp bình cực kỳ đẹp. Cặp bình gốm Biên Hòa xưa nha. Gốm được đắp nổi thì cực kỳ ít có gặp nha. Và hôm nay bên em có sưu tầm được một cặp bình gốm Biên Hòa đắp nổi cực kỳ hay để giới thiệu cùng cả nhà mình trong video hôm nay. Với một cái tích là hoa mai nha và chim cực kỳ đẹp. Một cặp này rất là to nha, được đắp nổi. Thì
rất là ít có gặp trên thị trường ha. Và chiều cao của cái cặp bình này rơi vào khoảng là 61 cm, bề ngang là có khoảng là 27, chất liệu thì bằng gốm Biên Hòa. Đây là mã số số 5 ở đây là cả nhà mình xem ha, cực kỳ đẹp nha, từng những gốm mà được đắp nổi lên trên đây. Thì đây là mã số 5 trong video ngày hôm nay. Thì mã số 5 trong video ngày hôm nay thì bên em có giá giao lưu với mình đó, một cặp như thế này đó là 8 triệu đồng. Đây cái này mình xem ha, đây nha, gốm đắp nổi nha, lành tích, rất là đẹp, rất là nặng. Ở đây được xem là một những cặp bình cực kỳ ít có gặp trên thị trường nha. Và có giá giao lưu cả nhà mình một cặp như thế này là 8 triệu đồng, 8 triệu đồng cho mã số 5 có trong video hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đó, mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ nha. Mã số 6 trong video mà hôm nay là giới thiệu cả nhà mình có về được hai cái tượng cũng là bằng gốm Biên Hòa xưa luôn, với một cái tích là ông tơ bà Nguyệt, ông tơ bà Nguyệt xe duyên, chất liệu bằng gốm Biên Hòa xưa. Thì đây là mã số 6 trong video hôm nay, một bên thì ông tơ, một bên thì bà Nguyệt, ông tơ bà Nguyệt xe duyên ha. Thì tượng này thì chiều cao tổng thể là 70 cm, đo lên tới tượng là tầm 70 cm, chiều ngang của tượng là 34 cm, chất liệu bằng gốm Biên Hòa. Rồi đây là tượng ông tơ, đây các em xem ha. Đó, ông tơ nha, tình trạng là lành tích ha. Đây mặt sau, và bên đây là bà Nguyệt. Đó, tình trạng là cũng lành hết luôn nha cả nhà mình nha, cực kỳ đẹp nha, ông tơ bà Nguyệt gốm Biên Hòa xưa. Đây là hai cái tượng cực kỳ hay và bên em vừa sưu tầm được thì gửi đến cả nhà mình ha. Thì mình có nhu cầu sưu tầm tượng này thì hai tượng này có giá giao lưu cả nhà mình là 7 triệu rưỡi cho hai tượng ông tơ bà Nguyệt ở mã số 6 có trong video ngày hôm nay. Đây là mã số 6. Mã số 7 trong video ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình có một bộ tam đa bao Phúc Lộc Thọ, chất liệu cũng bằng gốm Biên Hòa xưa luôn. Đây là một bộ tam đa nha, bằng gốm Biên Hòa xưa, gốm cũ ha, cực kỳ đẹp. Thì một bao gồm có ba ông Phúc, ông Lộc, ông Thọ. Thì chiều cao của mỗi tượng như thế này là khoảng là 46 cm, bề ngang của mỗi tượng tầm có khoảng là 10-17 cm, bao gồm ba ông Phúc, ông Lộc, ông Thọ. Đây cả nhà mình xem ha. Thì một bộ ba ông như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 3.900.000, chất liệu bằng gốm Biên Hòa xưa, ông Phúc, ông Lộc, ông Thọ. Đó, bao gồm ba ông, tình trạng là lành tích nha cả nhà ha. Đây là mã số 7 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Thì mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em ha. Tiếp theo mã số 8 trong video ngày hôm nay thì giới thiệu với cả nhà mình có được một cặp bình gốm Biên Hòa rất là đẹp, với một cái tích rất là hay, cầm chì thi quả. Đây cả nhà mình xem nha, đây là một cặp bình gốm Biên Hòa cực kỳ đẹp, với một cái tích là cầm kỳ thi quả. Chiều cao của cặp bình này thì rơi vào khoảng là 62 cm, miệng là 26, thì dòng bụng là 90, cực kỳ đẹp nha, tình trạng là lành tích, với một cái tích rất là hay, cầm kỳ thi quả. Đây là mã số 8, đây các nào xem ha. Đây là bốn cái tài lẻ của người phụ nữ ngày xưa nha, cầm kỳ thi quả. Đây tình trạng là lành tích cực kỳ đẹp của ngày hôm nay, bao gồm có một cặp như thế này mà bên em vừa sưu tầm được đi gửi đến cả nhà mình ha. Cặp này rất là to nha, cặp này để về chân phòng khách là thôi khỏi chê á. Đó, cặp này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp này là 5 triệu rưỡi là bên em bao phí ship toàn quốc cho mình ha. Đây là mã số 8 có trong video ngày hôm nay. Theo mã số 9 là giới thiệu cho cả nhà mình có về được một cặp bình đồng nho sóc, hàng thủ công cực kỳ lớn nha. Cặp bình này là cao 70 cm, chiều cao là 70 cm, và cân nặng của cặp này là 30 kg, là 15 kg một bình. Đó, đây các anh em xem ha, cặp này là rất là to nha, cao là tới 70 cm rồi đó, 70, bề ngang là tầm có khoảng là 35, chất liệu bằng đồng, hàng thủ công cực kỳ đẹp nha. Và một cặp này là tới 30 kg ha, chất liệu thì bằng đồng, cặp bình đồng to khủng của ngày hôm nay. Thì một cặp như thế này nó có một cái tích là nho sóc, tất cả đều là hàng thủ công hết. Đây cái nào mình xem nha, những chú sóc đây ha, dây nho nha, quấn quanh cái bình. Đó, tình trạng là lành tích rất là đẹp, nặng tới 30 kg được.
và một cặp như thế này. Bên em có giá giao lưu với cả nhà mình, cặp bình đồng to khủng ha, hàng thủ công của ngày hôm nay, nho sóc, có giá giao lưu với cả nhà mình mã số 9 trong video ngày hôm nay là một cặp như thế này là 17 triệu đồng, 17 triệu đồng cho mã số 9 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mã số 9 nha. Và mã số 10 là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay, đây là mã số 10. Đây là một cặp rồng chất liệu bằng đồng, thì cả nhà mình cùng xem ha. Đây là một cặp rồng cực kỳ đẹp nha. Và rồng cũng là biểu tượng của năm 2024 của mình sắp tới nha. Đây là một cặp bình bằng đồng cũ cực kỳ đẹp. Đó, hình ảnh là cả nhà mình cùng xem là thấy hai con rồng ha. Hai con rồng chất liệu bằng đồng nha. Và mỗi một con tổng trọng lượng là khoảng 22 kg. Và chiều cao của một cặp như chiều cao của mỗi con như thế này là lên là tới 96 cm, bề ngang của mỗi con là tầm khoảng là 51. Chất liệu bằng đồng bao gồm hai con như thế này. Một cặp này cực kỳ đẹp nha. Một cặp lâu lắm rồi mới sưu tầm được một cặp chất liệu bằng đồng cũ như thế này. Đây quay cả nhà xem. Đó, hai con nó đối xứng với nhau nha. Cả nhà cùng xem ha. Năm sau cũng là năm tới là cũng là năm con rồng ha, nên là nếu mà sưu tầm cặp này về là thôi khỏi chê luôn á. Và một cặp như thế này bên em có giá giao luôn với cả nhà mình, một cặp rồng như thế này là 25 triệu đồng cho mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em ha. Đây là mã số cuối cùng nha, thì cả nhà xem chi tiết. Đây, chất liệu đồng cũ cực kỳ đẹp đó. Mình có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ trực tiếp qua bên em nha. Kênh của em là Đồ Cổ Cần Thơ ha, địa chỉ là ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Mình có thể đến trực tiếp cửa hàng của em để xem ha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo với những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.